Ngô Xương Sĩ, vương gia nhà Ngô, thủ lĩnh cắt cứ trong thời kỳ loạn 12 sứ quân. Năm 950, Ngô Xương Văn cũng cho người đón Ngô Xương Ngập về. Được sự chuẩn y của Dương Thái Hậu, Ngô Xương Ngập cũng làm vua, xưng là Thiên Sách Vương. Lúc đó cùng tồn tại hai vua, sử gọi là Hậu Ngô Vương. Năm 954, Ngô Xương Ngập bị bệnh thượng mã phòng chết. Năm 965, Ngô Xương Văn đi đánh thôn thì bị phục binh bắn nỏ chết. Khi đó, Ngô Xương Xí là con trai của Ngô Xương Ngập chưa tới 20 tuổi, theo lẽ thường sẽ trở thành vua. Nhưng vì thế lực ngày càng yếu nên Ngô Xương Xí phải lui về giữ đất Bình Kiều. Từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không phục đã nổi lên. Cho tới thời của Ngô Xương Xí thì hình thành 12 đạo quân lớn hơn cả, sử sách gọi là loạn 12 sứ quân. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!